chúng ta cùng phân tích XRP ở trong trung hạn, ngắn hạn và dài hạn. Như chúng ta đã biết thì XRP trong thời gian vừa qua đã tăng giá rất nhiều. Người ta nói rằng là gì ạ? Cái việc tăng giá lên 2 đô là không tưởng, và cuối cùng là chinh phục được ở cái đà mà market cap lên đến 800.000 đô la. 800 tỷ đô la. Và XRP là một trong những cái đồng tiền được sử dụng nhiều nhất tại Nhật Bản, cũng như là sự vận động hành lang, cũng như các cái sóng, cũng như là một số các cái sàn được chấp nhận XRP. Chính vì thế XRP lên rất là mạnh trong cái khoảng vùng rất là cao tại 3.2 đô là mức cao nhất, 3.2. Vậy thì người ta nói rằng XRP lên 5 đô, đúng, người ta có thể hoàn toàn lên được 5 đô, nhưng mà nó phải chịu va đập rất nhiều, không có bao giờ có chuyện là gì ạ, từ 1 đô lên 5 đô mà nó phải chịu qua các cái điểm điều chỉnh. Ví dụ cái vùng thấp là 1 đô, đúng không ạ, lên cái vùng gì ạ, 2.3, rồi lại xuống tiếp ở vùng 1.5, rồi bắt đầu mới lên gì ạ, 3.2, rồi xuống tiếp điều chỉnh, rồi điều chỉnh. Do vậy chúng ta có thể thấy được lúc này XRP đang tiệm cận về cái vùng đáy của cái đợt trước, chính vì thế có thể là một cái cơ hội đối với chúng ta. Tuy nhiên chúng ta xét xem ở đây, thứ nhất là giá đang nằm ở dưới của Bollinger Band, báo hiệu kênh xuống bắt đầu được hình thành. Tuy nhiên nến đã vượt qua đường giữa của Bollinger Band, nếu trong trường hợp giá mà gì nằm trên đám mây Ichimoku, lập tức thì có một kênh xuống lên. Lên ở 2.3 là cái điều tuyệt vời nhất cho hệ thống của chúng ta. Tuy nhiên mấy khi nó đang lên rồi xuống, xuống rồi lại kỳ vọng lên nữa rất khó. Do vậy thì nó lên được điểm điều chỉnh của Bollinger Band, lập tức thì có xu hướng là gì đạp xuống. Vậy thì cái bước tiếp theo nó phải chinh phục cái mức này, cái mức là mức cản ở giá ở đây, tức là mức cản ở giá 1.5. bởi vì tiệm cận cái mức cản và thấp nhất đó là 1.5134, đó chính là cái mà chúng ta sẽ xem. Vậy Ripple ở đây là vùng đáy, ở đây là vùng đỉnh và giá đang tiệm cận về vùng đáy. Do vậy những ai lạc quan có thể chỉ phân tích Ripple thông qua cái việc mà gì á, trung hạn và ngắn hạn và dài hạn. Chúng ta xem vào trung hạn. Trung hạn hiện tại là giá đang nằm dưới của Ichimoku. Cái việc mà gì á, vùng thấp ở 0.2 lên tận một mạch đến 3.2, đó là điều chúng ta rất bất ngờ đối với Ripple, do cái việc thực hiện sự kiện rất nhiều tại các cái quốc gia. Giá sẽ tiếp tục xuống nữa, chúng ta chờ kỳ vọng là điều chỉnh tại đường giữa của Bollinger Band, tức là vùng 2 đô 2.2, sau đó là đi xuống. Thì đây là một trong những cái yếu tố để tôi muốn check được cái vùng là 1.4982. Sau đó nếu được xuống tiếp, bắt đầu xuống tiếp 1.0. Do vậy là chúng ta thấy ở trong ngắn hạn, chúng ta có thể thấy được là Ripple vẫn chịu được ảnh hưởng. Mặc dù năm 2018 này có thể là năm của Ripple, nhưng cái việc mà để nó lâu lên là cái chuyện mà chúng ta hay hơn là việc là hóa ổn coi, nếu như là chúng ta không chắc chắn. Trong dài hạn, cho xem trong dài hạn, các cái con sóng vẫn đang ở điểm giữa của Bollinger Band. Đây vẫn là điểm mua tốt để nó chinh phục. Do vậy là đến với khoa học chơi coi .edu, chúng ta sẽ có thể biết được phân tích tại Ripple ở trong một cái động thái của cái việc mà giá điều chỉnh hay không. Xin được cảm ơn mọi người. Chúng ta có thể theo dõi chơi coi.edu.vn và đăng ký Zalo của David để chúng ta học các khóa học của chơi coi. Xin được cảm ơn.